để nó nghe nè. Cái gì anh, là cái gì? Phán dùm con ý cái này cái gì mà phán? Ê, ê, nói nghe nè, anh là thợ sửa điện thoại. Đó, chứ không phải là thầy. Không, mà cái đi này phán. Anh biết, anh biết. Ôi, hay lắm, cái gì cũng biết hết trơn á. Cái chuyện tới nhị xíu. Cái chuyện gì tới nhị? Nó bị dời á. Ờ, thì dời leo, thì nói mẹ dời leo đi. Cái ba lần không có được, cái đó là bị là người ta nói là không có được. Khó đâu, trời, có dụng mà. Thì cái ba lần là chết đó. Chết là mà chết, có nghĩa là dời mà đeo giáp mình là chết phải không? Thì đó, nhưng mà đừng có nhắc cái tên đó nữa. Bình thường, không có sao hết trơn á. Anh phán một cái là hết luôn. Đó, còn mà phán mà không được mà thấy lấy thuốc sức một phát là hết trơn. Bảo đảm 100%. Nhưng mà cái này anh phán đi, anh lấy thuốc anh chỉ nó đi. Chứ cái chỗ này không có được. Chỗ gì nguy hiểm đó phải không? Thôi đó kìa. Biết tại sao không? Bây giờ là trời nóng, hình như nhiệt độ ở đâu cũng rất là nóng, nắng rồi nóng cực kỳ luôn. Nó là ngay cái chỗ như kẹt nách nè, hoặc là sau lưng nè, hoặc là kẹt háng nè, thì thường thường nó bị dời leo. Tại vì trong những cái vùng đó nó bị ẩm á. Đó. Cái vùng nào bà nội? Thì không, thì cái những cái vùng mà nói chung là có ra hay cái tiết mồ hôi á, nhất là mấy đứa con nít ra hổng ra anh phán cho biết bao nhiêu đứa rồi mà nó cũng hết bệnh. Thì đó, cháu ngày bữa mới bị đó anh phán giùm đó. Đúng rồi, rất là đơn giản thôi. Thì mình muốn mà phán dời, thứ nhất á là mình kiếm làm miếng giấy, còn thứ hai là mình kiếm tờ lá chuối. Đó, tờ lá chuối hay miếng giấy cũng được, mình sẽ một miếng như nè. Đó, bây giờ mình sẽ ghi để anh chỉ cho em cái cách ghi rồi cái cách phán luôn. Đó, bây giờ thí dụ như ý tên gì nè, ghi họ tên qua đây. Đó. Ghi ra hết luôn. Đúng rồi, ghi họ tên. Nguyễn Ngọc Như Ý phải không? Đúng rồi. Như Ý. Rồi ghi chữ sống vô bên đây nè. Cho chữ sống nè, sống. Ờ. Gạch đứt chữ sống. Chẳng phải chết. Là có nghĩa là mình á là ghi tên mình á là sống, ghi ở dưới là con dời. Ờ. Ờ ghi con dời. Con dời. Dời. Dì ơi dời rồi. Ờ. Con dời ơi, con này con dòi ơi. Con dời đi ghi chữ chết gạch đến đó. Chết. Ờ. À cho nó chết. Gạch đến đó. Ờ rồi ok. Thì mình á là đem miếng giấy nè. Đó, nhớ nha, mình đem miếng giấy nè là mình đi đốt và mình giấy. Nói là tôi tên Nguyễn Ngọc Chư Ý là bị dời leo. Tôi đốt miếng giấy này á là cho con dời nó chết. Tôi sống không? Là tôi sống. Ừ. Chết được, đốt luôn. Đúng rồi. Chết luôn mà chết luôn á. Có nghĩa là mình giấy, mình vừa đốt, mình vừa giấy. Cái này là nó dị đoan thiệt, nhưng mà nó hết, biết bao nhiêu người hết rồi đó. Thì giấy nè, tôi là tên Nguyễn Ngọc Như Ý nè. Tôi bị dời leo, tôi đốt miếng giấy này cho con dời nó chết. Đó, và thứ hai, thí dụ mà mình á là sử dụng lá chuối. Thì mình sẽ ghi lấy cái cây á, mình ghi lên lá chuối là tên mình. Đó, rồi mình ghi chữ á, là sống, còn ghi chữ con dời là chết, ghi y gan vậy nè. Đó, ghi y gan vậy đi. Là trên tờ lá chuối vẫn vậy, cái mình gói lá chuối, tờ lá chuối. Nói tôi gói cái tờ lá chuối này, tôi thảy lên lóc nhà. Là tôi là tên Nguyễn Ngọc Như Ý á, là tôi thảy là lá chuối lên lóc nhà cho con dời nó chết. Là tôi sống, là dục lên tờ lá chuối khô là ở đây khô. À, đấy. Rất lần này á. Bởi vì nhiều người á, người ta phán, người ta nhang á, ta cầm cái nhang ta thổi á. Ta cũng đọc thần chú vậy đó. À, ta cầm cái nhang ta thổi nè. Ừ, ta hỏi tôi hỏi tên mình á, cái mình hỏi mình hỏi tên gì đó, là mình sống rồi con dời chết, tôi hỏi ba cái cho con dời nó chết. Nói chung mọi thì, người có cái phán đúng rồi, mỗi nha. Người là có một cái cách phán riêng nha cả nhà. Nhưng mà anh thấy á, là phán này cũng được nhưng mà nó không có thực tế. Muốn thực tế anh chỉ cho một phát, anh làm thuốc cho sức lên một cái là hết chân, một lần một không lần thứ hai là hết. À, thí dụ mà bị dời leo đang ngứa ngáy nè, nó bị ghét bên này nè, sử dụng lên một cái là hết gác, hết ngứa ngáy, hết về rồi hết luôn. Và từ từ nó khô nó hết. Cái đó có bị cái đó rồi nó kỳ cục lắm. Đúng rồi, bây giờ làm thuốc à, anh làm cho. Để sẵn là sức. Đi, sẵn ừ. Để anh đi ra ngoài anh bẻ cái lá cây này vô chút xíu đi, mình sẽ cho cả nhà biết cái lá này. Cái lá này là cực kỳ hay nhưng mà ở đâu cũng có. Trước mình chỉ cho biết bao nhiêu người ta sử dụng cái lá này hết bệnh rồi đó. Tinh sẽ hết. Đây nè, có thuốc rồi nè. Chờ lâu không? Đó, đây là để mình làm cái bài thuốc mà để chị mà dời leo cho cả nhà nha. Ai mà đang bị dời leo hoặc là con cháu mình bị hoặc là người làng xóm mình bị á, thì mình sử dụng cái này giùm mình. Đây cả nhà biết cái cây này cây gì không? Đó, cái cây này người ta gọi á là tên trong sách á là hoa chinh nữ. Đây là nhưng mà dưới quê mình á là mình gọi là cái cây mắc cỡ. Đúng rồi, đụng vô cái nó khép cái lá. Đụng vô là nó khép cái lá lại. Thì mình á là sử dụng đơn giản thôi. Ví dụ mà nam á là mình sẽ sử dụng á là 7 đợt, còn nữ là mình sử dụng 9 đợt nha. Đây, nam 7, nữ 9, nhớ là sử dụng đợt nè, đợt non nó thôi. Đây nè, 1 đợt, 2, 3,
cái gai nè rất là cứng nè, bốn nè. Ý, nó gai không? Nó gai nhiều lắm. Đây. Mình có thể lấy kéo mình cắt cho dễ. 5. Rồi mình kiếm đọt, mình thấy đọt thôi, thí dụ mình ra cái giường á, mình bẻ cái đọt nó rồi. Đúng rồi, nó cứng lắm nha. Đây, mình sử dụng đọt non thôi. 6. Sức một phát đi là hết chân liền. 7 nè. 8. Rồi, 9 đọt. 8 đọt gửi được rồi. À, nhớ nha cả nhà, là nam 7, nữ 9. Mình sử dụng đây. Đó, mình sử dụng mình bỏ vô chén nè. Mình lấy cối mình đâm ra, đâm cho nhuyễn ra nha. Không để muối nha, tại vì nếu mà dời leo á mà mình để muối sức vô nó rất là gác, không để muối nha. Ngay vết thương á là đã sẽ bị gác. Thường thường á là dời leo là nổi như cái mục nước lên vô, trong mục nó có mủ. Rất là lây nha, mình tắm mà tắm tới đâu là nổi tới đó đó. Đây, bây giờ mình sẽ đâm cái này cho nhừ ra nha cả nhà. Nhớ nha, rửa sạch với muối rồi trước khi đâm nha. Đây, mình đâm lên cho nó nhừ ra nha cả nhà. Đây, mình đâm mà nếu mà nó khô quá thì mình sẽ để vô một chút xíu nước nha. Đó, để miếng nước nè. Đó. Mình lấy cái khăn hay gì đó, hoặc là mình có thể là tha trực tiếp lên luôn. Ha, bây giờ thí dụ mà bây giờ ý đưa cái tay đi. Đây, thí dụ mà mình á là bị cái dời leo mà ngay cái vùng này đây. Để mình vẽ cho cả nhà coi nè. Nhớ nha, thí dụ mà bị dời leo là trong cái vùng này đi. Đó. Tại trong đây sẽ bị dời leo nha. Đó, thì mình lấy một cái nhúm này lên nè. Đây, mình sẽ lấy cái này mình tha. Đây mình dắt ra cho ra nước nè cả nhà. Thấy không? Thấy nó ra nước không? Đó, mình tha cho đều cái này lên, thấy mát không? Đó, rất là mát luôn. Cả nhà tha lên đi rồi cái cảm giác mà nó mát rượi luôn á, rồi để đây đây cho nó khô cái này lại. Nhưng mà đừng có tắm đừng gì cho nước chỗ này nha. Là cái thuốc này là cái tại vì trong cái hoa chim nữ á nó có chất kháng viêm rất là cao. Đó, cho nó khô lại. Rồi xong là từ từ nó hết. Bảo đảm luôn. Ai mà sử dụng đi không hết cái gì cũng chịu chứ. Không, rất là nhiều người sử dụng là hết rồi đó. Trước mình có chia sẻ clip này cho cả nhà nè, cả mấy triệu người coi luôn mà ai sử dụng cũng hết chứ. Bây giờ người ta hay live stream á, người ta quay lại người ta nói trời thuốc ơi, cái thuốc mà cái hoa chim nữ á mà sử dụng về leo quá trời hay luôn. Nhớ nha, mình bỏ thêm một chút xíu nước nè, là mình sẽ dắt ra nè cả nhà thấy nè. Đó, dắt nè, thấy không? Đây, đó, nó ra cái nước màu xanh như nè. Thì mình sẽ tha vòng. Nó tha tới đâu là nó mát tới đó. Thí dụ mình bị dời leo nó rất là nóng chỗ này nè, mình tha vô là nó mát lại liền. Thì cả nhà mà thấy mà cái cách chữa dời leo mình có hay quá đó, nhớ bấm like, subscribe lên cái kênh ủng hộ mình. Tại vì trời bây giờ thời tiết rất là nóng nè, ai cũng bị chứ. Nhớ bị làm cái này giùm mình, rất rất là hay, biết bao nhiêu người chữa khỏi nhờ cái bài thuốc nam này.